Một thông tin không thể bỏ qua với người dân Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán này. Năm nay có lẽ nhiều gia đình và các bà nội trợ sẽ không phải lo lắng nhiều về việc mua hay tích trữ thực phẩm trong mấy ngày Tết khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị phải mở cửa tới 30 và sáng sớm ngày mùng 1 để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Theo đó, đối với các mặt hàng thiết yếu, thành phố Hà Nội yêu cầu các cây xăng phục vụ đến tận đêm 30 và mở cửa trở lại ngay trong mùng 1. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng sẽ bán hàng muộn trong đêm giao thừa và mở cửa sớm vào sáng mùng 1. Thành phố cũng sắp xếp 3 chợ hoa ở 3 khu vực để phục vụ người dân ngay sau khi đóng cửa chiều 30 sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho lực lượng quản lý thị trường kiểm soát việc buôn bán vận chuyển pháo nổ, đồng thời xử lý nghiêm, thậm chí xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với các tổ chức cá nhân vi phạm về cung ứng hàng Tết, tăng giá, tung tin thất thiệt nhằm thu lợi bất chính từ cung ứng hàng Tết.